Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ hai ngày 29 tháng 2 tại nguyện đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, các bài đọc hôm nay đều nói đến sự vấp ngã. Trong bài đọc thứ nhất kể về một người phong cùi tên là Naaman, người xứ Syri. Ông tìm đến với ngôn sứ Elisa để chữa lành bệnh cho mình. Nhưng ông không thể ngờ rằng mình được chữa lành qua những điều rất đơn giản. Tin mừng cũng nói đến dân làng Nazareth, những người đồng hương với Chúa Giêsu tỏ thái độ khinh thường những lời nói của Ngài. Làm sao ơn cứu độ, ơn giải thoát có thể là như thế được? Chúa Giêsu nhận thấy sự vấp ngã nơi các luật sĩ vì họ tìm kiếm ơn cứu độ, ơn giải thoát qua việc thực hành đạo đức và tuân giữ vô số những điều răn. Dân chúng không có niềm tin nơi họ, hoặc phái Sa Đốc lại tìm kiếm ơn cứu độ, ơn giải thoát bằng việc thỏa hiệp với những quyền lực của thế gian, thỏa hiệp với quyền lực của người Roma. Do đó, tất cả họ hoặc là tìm kiếm ơn cứu độ trong nhóm đạo đức của mình, nhóm giáo sĩ trị, hay nơi các đảng phái chính trị. Bởi đó, dân chúng không đặt niềm tin vào họ, người ta không tin nơi họ. Vâng, dân chúng tin vào Chúa Giêsu, Ngài nói năng như đứng có uy quyền. Nhưng tại sao lại không đón nhận Ngài? Bởi vì trong trí tưởng tượng của chúng ta, ơn giải thoát phải đến từ một cái gì đó vĩ đại, phải đến trong quyền lực, nơi những người có sức mạnh, tiền bạc mới có thể giải phóng chúng ta. Những người như thế mới có thể giải phóng chúng ta. Nhưng kế đồ của Thiên Chúa thì lại khác. Bởi đó, họ khinh thường Chúa Giêsu. Họ không thể hiểu rằng ơn giải thoát đến từ những điều nhỏ bé, những điều bình thường theo ý của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đưa ra nẻo đường đưa đến ơn cứu độ, Ngài không bao giờ nói về những điều quá lớn lao, nhưng đề nghị những việc rất bình thường. Hai nẻo đường ấy được nói đến trong tin mừng mà chúng ta đọc được trong tin mừng Matthew, đó là tám mối phúc thật, và trong chương 25 nói về ngày phán xét sau cùng khi Chúa Giêsu nói với những người được hưởng ơn cứu độ rằng: hãy đến thừa hưởng gia nghiệp vì các ngươi đã làm được những điều này, những điều bé nhỏ. Anh chị em đừng tìm kiếm con đường giải thoát nơi hy vọng của quyền lực trong các đảng phái chính trị, các thỏa hiệp. Không, anh chị em sẽ thấy nó nơi những điều đơn giản. Để chuẩn bị cho đại lễ phục sinh, tôi mời gọi anh chị em phải đọc lại các mối phúc và chương 25 tin mừng theo thánh Matthew để suy gẫm, để kiểm định lại mình nếu có điều gì mà mình cảm thấy bất an. Chúng ta cũng hãy kiểm điểm lại những lời nói ở cuối tám mối phúc thật. Chúa Giêsu nói rằng: phúc cho những người không vấp ngã vì những lời tôi nói, để chúng ta không xem thường những lời của Ngài. Thật tốt cho chúng ta nếu hôm nay hay ngày mai, nếu chúng ta dành thì giờ để đọc lại tám mối phúc thật và chương 25 tin mừng theo thánh Matthew và suy gẫm những lời ấy nói gì trong tâm hồn mình, để kiểm điểm xem mình có xem thường những lời ấy không, và xin ơn Chúa để hiểu con đường đưa đến ơn cứu độ. Đó là sự điên rồ của thập giá. Đó là con Thiên Chúa đã trút bỏ chính mình, đã nên khiêm nhường, nhỏ bé, hạ mình chịu phép rửa tại sông Giô-đan và sống trong một vùng hẻo lánh của làng Nazareth.